Hello mọi người nha, hôm nay mình giới thiệu cho mọi người cái mẫu đàn Casio. Thường mấy cái dạng sau này của Casio thì nó thường hay làm phím hợp là như vậy mọi người. Rất là sang luôn, phím hợp piano, kiểu piano á. Rất là sang luôn, cái mẫu đây là LK111, LK115, LK116 thì nó cũng tương tự nha mọi người. Dán đi canh như như nhau và cái các nút chức năng rồi nó nằm y xì, không giống không khác với nhau cái gì hết. Và mọi người nghe thử âm thanh ha, nghe thử âm thanh demo thử ha, âm thanh hay lắm mọi người, có phím sáng, mọi người muốn tắt cũng được, muốn mở cũng được, phím đàn á, tắt mở đều được. Hay quá mọi người ha. Rồi, nghe chút xíu để biết âm thanh nó hay dở ha. Âm thanh rất là hay luôn mọi người. Để mình mở thử cái điệu thực tế của cái nó ha. Đây mở thử cho mọi người coi. Wow, nghe chưa? 8 bit. Nghe thực tế không? Rất là sung luôn, rất hay luôn mọi người. Có hiện hợp âm la thứ re thứ gì luôn nè, thấy chưa? Đó, cái này thì ở thị trường anh em bán khoảng 2 triệu hơn đó. Thì ở đây Vinh bán 1 triệu 8 thôi nha, bán lẻ 1 triệu 8 thôi, bảo hành cho anh em 6 tháng sử dụng luôn ha, tặng tài liệu học rồi đủ thứ. Rồi, và Vinh còn 3 cây, anh em nào mà lấy luôn 3 cây ha, 3 cây, đây 2 cây nữa đây. Đó, ha, kiểu như nhau. Thì anh em mà lấy luôn 2 cây đó với lại cây này là 3 cây luôn thì sẽ có giá tốt cho anh em lấy về để bán lại hoặc là dạy học cái kiểu ha. Thì anh em lấy về bán có thể bán cao hơn giá Vinh là bình thường, tại ở bên ngoài vẫn bán cao hơn bình thường, không có gì hết ha nè. Tùy vào cái anh em tiếp như thế nào và chế độ bảo hành của anh em ha, rồi giữa các tỉnh giá khác nhau nữa, đủ thứ hết đó. Rồi ha, một là Vinh nói lại nha, Vinh bán rẻ hơn mọi người, bán giá 1 triệu 8, bảo hành 6 tháng cho anh em là mua 1 cây, còn mua 3 cây thì có giá tốt hơn. Alo hoặc là liên hệ Zalo của Vinh 0932 799986 nha anh em. Nha, đèn còn rất đẹp luôn. Rồi chào anh em nha.